tí nữa cho cậu mình nha. Hôm nay họ hàng anh em rồi, tiền nữa. Đừng gần thôi. Đấy, khá là dốc. Chúng tôi đã tỉa lúa xong, bây giờ là cậu mình bảo là đi trồng mì, để giúp cậu đi trồng mì. Và tỉa lúa đã xong rồi, bây giờ mình đi trồng mì nhá. Mọi người nhớ đón xem nha. Chúng tôi đang trồng mì nha, khá là nhiều cỏ và nhiều chuột. Ô chuột nhiều, khá là nhiều cỏ và khá là nhiều chuột. Ở đây anh em khá là rộn ràng. Ông gì ấy, từ nay giờ chưa lên đây mà mọi người trồng gần hết rồi ông mới lên. To của em mà yếu đuối.